Da xin kính chào toàn thể của quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop kỹ thuật nhật Phan gia ngày hôm nay ra sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn mình một cái dòng đàn này một cái làm plastic đến từ nhà yamaha và cái đàn này nó có một cái ngoại hình cũng tương đối là không được đẹp lắm cái đàn này thì em bán mức giá chỉ có 7 triệu thôi để cho quý cô chú anh chị mình trải nghiệm vì cái đàn này hiện trạng thì nó xấu nhưng mà cái ngoại hình nó xấu thôi còn kỹ thuật thì nó vẫn rất là tốt để cho mọi người ra một cái chất âm rất là hay và dòng đèn này cũng rất là được uh, nhiều người yêu mến uh, thuộc môn những dòng đàn cao cấp đó nha mọi người ha. Rồi, uh, ta sẽ giới thiệu cho mọi người một cây đàn mang tên nó là Yamaha dòng GC5S uh, cây này thì uh, được sản xuất vào năm 1979 thập niên 70 nha mọi người cuối thập niên 70 và cây đàn này nó có một loại hình uh, không được bắt mắt lắm. Tuy nhiên thì nó không có bị nứt gì hết, nó chỉ chày thôi, à, mà nó hơi xấu. Mà em bán chỉ giá chỉ là 7 triệu thôi, mọi người có thể mua về, mọi người trải nghiệm cam thanh của những cái đèn này. đó Nếu mà mọi người không có quá chú trọng về mặt hình thức thì ở đây là một trong những sự lựa chọn khá là tiết kiệm cho mọi người. Tại vì nếu mà dòng mà GC5 thì nếu mà đẹp thì lanh quanh dao động tầm khoảng 12-14 triệu. Uh, mọi người chỉ cần chia ra phân nửa số tiền đó thôi, mọi người đã sở hữu được một cây GC5 uh, được làm vào năm 1979, nó làm thủ công mà mọi người ha, làm thủ công. Rồi. Ngoại hình này mọi người ha, nó có những cái vết chảy ở trên cái phần mặt top đó. Rồi. À uh, ngựa zin nha mọi người ha, con ngựa là zin, kỹ thuật là zin đó còn ngoại hình thôi ngoại hình là nó hơi xấu thôi ở phần uh, mép bên đây thì nó có bị chày chóc uh, lớp sơn ở ở phần này nha mọi người ha nhưng mà nó không có bị nứt nha mọi người à, chúng ta gõ vô là chúng ta kiểm tra là chúng ta sẽ biết cái đèn có nứt hay không hoặc là hở nang hay không âm thanh của GC5 thì chúng ta không bàn cãi đâu mọi người vì nó rất là hay rồi đó đặc trưng của những dòng cao cấp của Yamaha thì về mọi người chơi rất là tuyệt vời rồi không nha mọi người không nha rồi không rồi Và mọi người có thể thấy được là góc cần zin nha mọi người ha góc cần là zin rất là đẹp nha mọi người đó kỹ thuật thì rất là tốt Tuy nhiên thì ngoại hình nó không được đẹp thôi giá thì nó cũng phải tương xứng nha mọi người ha nếu mà đây là một trong những sự lựa chọn khá tiết kiệm cho mọi người nếu mà mọi người muốn trải nghiệm cái âm thanh trần này mà không chú trọng quá nhiều về hình thức cái cây đèn đó rồi bộ khóa zin nha mọi người khóa là khóa zin luôn và khóa này thì vẫn còn trong một tình trạng cực kỳ đẹp và tốt tất cả các tay nắm khóa và cúc khóa thì vẫn còn trong tình trạng ok lắm mọi người đó đầu cần thiết kế rất là đẹp rất là cao cấp mọi người đây là dòng cao cấp mà mọi người ha rồi phím gỗ tất cả các phím chỉnh chu hết mọi người ha ai à, chỉ chỉ có ngoại hình thôi là nó không được bắt mắt thôi mặt tớp không bắt mắt thôi thì sẽ xin phép bán với giá là uh, 7 triệu nha mọi người 7 triệu nha uh, nếu mà quý cô chú anh chị nào muốn uh, nghe chất âm này thì mọi người nhắn cho ra nha uh, ra sẽ gửi clip cho mọi người âm uh, tết âm thanh nha uh, gc7 uh, gc5 s Uh, Earth là ký hiệu là screw với mọi người đó. screw gỗ mặt tớp là screw slick rồi rất là đã luôn giá chỉ có 7 triệu thôi mà mọi người đã sở hữu được GC5 rồi, trải nghiệm được âm thanh của nó vô cùng tuyệt vời. À xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nữa.